Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm clip chia sẻ về 8 cái liên kết dạng chữ T của đồ nội thất. Thứ nhất là mình cái dạng liên kết thứ nhất đó là dạng liên kết bằng hai con bu lông. Cái thanh đứng thì mình khoan thủng để mình xỏ bu lông, còn cái thanh ngang là hai đầu, cái đầu của thanh ngang mình khoan lỗ để mình bắt cấy. Ở đây là hai con bu lông M675 và hai con cấy. Cái liên kết này thì nó tháo lắp thì dễ và nó cũng chắc chắn. Đây là cái cách liên kết thứ hai, đó là bộ liên kết gồm có bu lông và con tăng ngang. Thì cái thanh đứng thì mình vẫn là khoan thủng để mình cho bu lông vào, còn cái thanh ngang á, hai đầu thanh ngang thì mình khoan thủng và mình có lỗ ngang để mình xỏ con tăng ngang vô. Thì cái liên kết này thì tương đối chắc chắn hơn cái cách mà liên kết của ngang thứ nhất. Liên kết thứ ba đó là cái cách mà mình dùng một con bu lông cấy và kết hợp với một cái chốt gỗ. Thì ở đây là mình giảm hết một bộ bu lông và cấy, thì mình thay thế đó là chốt gỗ. Thì cái phương pháp này là nó giảm được chi phí, thứ nhất là giảm được chi phí, là giảm một cái bộ tán, thứ hai là nó lắp ghép nó mau, tháo lắp nó mau, vì một con tán mình chỉ cần thao tán một lần. Thế là mình chọn cái cách, cái phương pháp mà liên kết nào thì nó phụ thuộc vào cái giá thành của sản phẩm cũng như là cái yêu cầu khi mà lắp ghép mà mình chọn cái phương án thích hợp. Phương án thứ tư này nó cũng tương tự như phương án thứ ba thôi, nhưng mà mình thay cái bộ bu lông cấy bằng cái bộ bu lông tán ngang. Thì con tán ngang thì cái liên kết cái dạng tán ngang này thì nó chắc chắn hơn là cái dạng bu lông cấy. Cái liên kết bu lông tán ngang này thì nó chịu lực tốt hơn. Cái lỗ mà để khoan để mà cho tán ngang vào thì chúng ta khoan vào cái mặt bên trong, cái mặt khuất của sản phẩm. Cái phương pháp liên kết thứ năm là cái phương pháp mình dùng cái bộ là hai vít sắn. Hai con vít sắn này thì cái đầu nó vẫn giống như là cái đầu của con bu lông. Mình vẫn dùng con lục giác 4 để mình tháo lắp. Thì cái con vít sắn này thì cái cách gia công của mình nó đơn giản hơn. Mình chỉ cần khoan mồi trên cái thanh ngang thôi, và mình dùng con vít sắn mình vặn vào thôi. Thứ sáu đó là phương pháp mình dùng hai con chốt 10x40. Là phương pháp này là ráp chết mà không có tháo lắp được. Đối với những cái chi tiết mà không cần tháo lắp thì mình mới dùng cái liên kết hai chống gỗ này. Pháp thứ bảy này đó là phương pháp này thường là mình sử dụng trong trường hợp là ráp chết, nghĩa là mình dán keo trong chốt gỗ rồi vít mình siết chặt vào. Thì nó gồm có là một chốt gỗ và hai con vít 4 bình thường ở hai bên. Cái phương pháp mà mình dùng một chốt gỗ và hai vít hai bên thì nó chắc chắn hơn cái phương pháp mình dùng hai chốt gỗ, vì nó có hai vít thì nó chống rung lắc cũng như là nó làm chắc chắn sản phẩm hơn. Phương pháp này chú ý là ở hai cái đầu của cái thanh ngang thì ta nên khoan mồi để ta vặn vít vào nó được an toàn và nhanh. Trường hợp mà dùng bu lông thì tùy theo yêu cầu của sản phẩm mà mình có thể sơn màu, màu đen, màu bạc hay là bảy màu. Cái đầu bu lông ở trên, ở bên cái thanh đứng đó thì mình có thể dùng cái nắp chụp bằng nhựa và nó cùng màu với màu gỗ. Hoặc là mình khoan âm để mình giấu cái đầu bu lông bên thanh đứng. Phương pháp thứ 8 đó là cái phương pháp mình dùng mộng âm dương. Thì phương pháp này là mình ráp chết, không thể tháo ra được. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy video hay thì nhớ bấm like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.